Kuala Lumpur xin chào cô chú. Hôm nay cô xin giới thiệu cô chú một số giò địa lan. Đây là hàng của Đài của chú, địa lan Đài Loan. Thì bên con đang bán đồng giá là 280.000 một giò. Thì khi gọi hàng đi á, cô chú nào ở gần á thì cô sẽ giữ chậu lại. Còn cô chú nào ở xa thì cô sẽ lột chậu cho nó nhẹ cước cô chú, tại chậu nó cũng hơi nặng tí. Đồng giá là 280.000 một giò. Hoa quanh năm nha cô chú. Loại này là có hương thơm. Và sau đây con giới thiệu một số hình cây của nó. Là một số hình cây của nó cô chú. Thì hiện tại con đang có khoảng 2, 4, 6, 8, 10 chậu thôi. Không có nhiều nha cô chú. Địa lan của Đài đồng giá là 280.000 một giò. Một bộ như vậy thì nó cũng có rất là nhiều thân. Lá rất là đẹp và cây rất là đẹp nha cô chú. Khi gọi đi thì cô chú nào muốn nhẹ cước nó không con, con sẽ lột chậu ra. Đây này chậu bằng vỏ thông á, nên nó hơi bị nặng một tí cô chú. Đồng giá là 280.000 một giò. Địa lan của Đài cây rất là đẹp. Là một số hình cây của nó nè cô chú. Đây vô rất là nhiều thân, 280.000 một giò. Và số điện thoại bên con là 0908 846 4, địa chỉ vườn lá phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Qua lâu mình xin chào cô chú.